chào tất cả các con hôm nay cô sẽ dạy chúng mình vẽ một loài động vật rất thú vị đó là con cua để vẽ được con cua các con cùng quan sát với cô nào cua thì có dạng thân của nó là hình bầu dục này có tám cái cẳng ở hai bên và có hai cái càng to sắc nhọn mắt của chú cua thì lồi lên một chút và sáng long lanh bây giờ các con sẽ cùng vẽ chú cua với cô nhé giữa trang giấy cô sẽ vẽ một hình bầu dục to các con nhớ là hình bầu dục các con đừng vẽ ở giữa mà ở phía dưới trang giấy một chút sau đó cô sẽ dùng một nét cong vẽ ở trong hình bầu dục làm miệng của chú cua đang mỉm cười cô sẽ vẽ một hình tròn cách hình bầu dục một chút làm mắt của chú cua sau đó cô sẽ vẽ một hình tròn nhỏ hơn ở bên trong hình tròn vừa vẽ đây sẽ là lòng đen của mắt cua và cô sẽ vẽ một hình tròn nhỏ xíu bên trong hình tròn này sẽ cô sẽ để trắng không tô màu sau đó cô tô màu đen cho phần hình tròn làm lòng đen của mắt cua tương tự như thế cô lại vẽ một hình tròn cách thân cua ra một chút nhớ là hai mắt của cua thì phải cân đối nhau vì vậy các con đặt hình tròn cũng phải cân nhau nhé cô lại vẽ một hình tròn nhỏ hơn làm lòng đen của mắt cua và một hình tròn nhỏ xíu làm phần trắng long lanh của mắt cua đấy sau khi tô màu đen xong cho lòng đen của mắt cua cô đã vẽ xong hai mắt của bạn cua rồi cô dùng hai nét thẳng để nối hình tròn mắt của cua với thân của cua tương tự như thế với mắt còn lại Tiếp theo cô sẽ dùng một nét cong bắt đầu vẽ chiếc càng của chú cua này Nối lên trên nét cong cô sẽ vẽ một hình bầu dục to hơn một chút Và cuối cùng là cô vẽ càng cua bằng hai nửa hình tròn Một nửa hình tròn và một nửa hình tròn nữa thì nhỏ hơn thế là cô đã vẽ được một chiếc càng cua rồi đấy các con nhớ là hai hình tròn này không dính vào nhau mà nó cách trao ra một chút giống như chiếc càng cua mà có thể mở ra mở vào được cái các con ạ tương tự như thế cô sẽ vẽ hình càng cua bên còn lại cũng là một nét cong rồi một hình bầu dục lớn hơn một chút và hai nửa hình tròn các con nhớ là hai nửa hình tròn một nửa là to hơn này và một nửa là nhỏ hơn hai nửa hình tròn thì không dính vào nhau mà cách trao ra một chút giống như là miệng của lưỡi kéo ấy vậy là cô đã vẽ xong hai chiếc càng cho bạn cua rồi đấy bây giờ các con dùng bút chì màu đỏ các con vẽ hai đường gấp khúc với nhau tạo ra chiếc cẳng thứ nhất của bạn cua lần lượt như thế, đường gấp khúc thứ hai giống như mái nhà vậy. Một phía to một phía ngắn hơn, dài hơn một cái ngắn ngắn hơn. Và tương tự như thế các con vẽ đến chiếc chân thứ ba, thứ tư của chú cua. Bên còn lại cũng vậy. Các con vẽ nét gấp khúc, một nét gấp khúc làm chân của một chú cua, một một chân của chú cua. Nét gấp khúc thứ hai chân thứ hai tương tự như thế với chân thứ ba và chân thứ tư vậy là chúng mình đã vẽ xong chú cua rồi bây giờ cô sẽ tô màu cho chú cua này nhé cô cũng dùng màu đỏ để tô cái phần mắt nối giữa hai mắt với thân của bạn cua này sau đó cô sẽ cũng vẫn dùng màu đỏ để tô càng của bạn cua các con nhớ là khi tô thì tô thật chậm thật kỹ và tô không chờm ra ngoài cũng không đủ để lộ phần trắng nhé vậy là cô đã tô xong một chiếc càng cua rồi tương tự như thế cô lại tô chiếc càng cua thứ hai và các con nhớ này trong bảng màu của chúng mình có rất nhiều màu đỏ để có thể tô chú cua được nhưng mà cô nghĩ là màu đỏ gạch sẽ là màu hợp với chú cua nhất các con có thể chọn màu đỏ gạch tức là màu nó không phải là đỏ tươi mà nó hơi sậm một chút thì rất hợp với chú cua con ạ Vậy là cô đã hoàn thành xong chú cua của mình rồi. Chú cua có đẹp không nào? Các con cũng đã vẽ được những bài vẽ rất đẹp về bạn cua đúng không? Cô khen tất cả các con đã vẽ rất giỏi. Bài học của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu thích bài học này và muốn được quan sát những bài học tiếp theo, các con nhớ ấn vào like và đăng ký để ủng hộ cho bài học nhé hẹn gặp lại tất cả các con vào các bài học lần sau